Thế là bây giờ mình đã được vào ngôi trường đại học rồi. Vui quá đi. Hằng. Hằng ơi. Con bà buông ra đi. Con gái. Mẹ mua cho con cái bánh mì. Sáng nay con chưa kịp ăn gì. Mẹ sợ con đói. Mẹ cũng chưa nghỉ làm ở đây à? Xin việc có phải dễ đâu con. Nhất là ở cái chỗ mà làm ăn ổn định, lương họ trả tử tế, mà đâu có phải là cứ nói nghỉ là nghỉ được đâu. Thế bây giờ con vừa mới vào lớp mới, mẹ muốn chúng nó coi thường con à? Nhớ chúng nó biết mẹ làm lao công thì sao? Lao công thì cũng làm sao mà con. Làm sao? Xấu hổ chứ làm sao? Lần sau mẹ đừng đến đây tìm con nữa. Mà gặp con mẹ coi như là không quen đi. Con xấu hổ lắm. Mà con không ăn mấy cái thứ như này đâu. Chúng nó biết chúng nó coi thường ra, nhục nhã lắm. Con này hay thật đấy. Ê. Này mày ơi, tao không nhầm ấy thì trông ngồi đầu bàn này lớp trưởng mà như là con trai của hiệu trưởng luôn đấy. Thật. Ừ. Nhưng mà không bằng đằng kia đâu. Nhìn đi kìa. Đẹp trai vậy. Bây giờ tao mới phát hiện ra một điều, lớp mình toàn trai đẹp luôn. Tao sẽ phải cho một anh chết trong tay của tao. Gớm. Này Trung, có phải là bố cậu làm hiệu trưởng nên là cậu mới được làm lớp trưởng đúng không đấy? Ừ, đúng. Có vẻ tò mò về thân phận của tôi thế. À, này lớp mình ơi, mình làm quen đi chứ nhở? Ừ, được đấy, giới thiệu về bản thân nhá. Tớ là Chi. Mình là Linh. Anh. Qua sinh như cơm bữa ấy nhỉ? Ơ, Hoàng này, ở bên sinh có mấy quán cà phê đẹp cực, cậu đi chưa? Mình chưa, tại mình với mẹ rất là bận nên là không đang đi. Tiếc thế, thế thì hôm nào cậu với tớ đi nhá. Lâu rồi không đi sinh, hôm nào đi sinh cả lớp mình sang thăm Hoàng đi. Tớ cậu cũng qua nhà tớ cho vui nhá. Ok. Mẹ. Con có việc gì thế? Mẹ có tiền đấy không?
Tiền để làm gì? Mà con cần bao nhiêu cơ? Mẹ cho con mấy triệu đi. Tối mai đứa lớp mở party, con không có gì để mặc, toàn quần áo cũ đi chúng nó cười chết. Mà nhà mình thì làm gì có tiền. Mẹ chỉ còn có ngần đây, con cầm lấy. Từng này không đủ tiền gội đầu chứ đừng nói là mua quần áo. Mẹ cầm lấy đi. Mẹ lúc nào cũng thế, keo kiệt với cả con. Đắp vào con gái mẹ, đắp vào ai mà mẹ phải lo. Nhà mình thì con thấy đấy, hoàn cảnh làm gì có tiền. Thế mẹ có cho con không? Mẹ không cho con nghỉ học. Ở lớp toàn bọn nhà giàu, quần áo hàng hiệu các thứ. Còn mẹ suốt ngày mặc quần áo rách rưới, đi chúng nó coi thường chết. Con nhục lắm, không đi học đâu. Con đừng mà, con phải chịu khó học. Mà thôi đây con đây, đây là vật kỷ niệm bố để lại. Con mang đi bán cũng được 5-7 triệu đấy con ạ. Đành phải bán, biết phải làm sao giờ. Ôi mẹ yêu, mẹ quên nốt đi nhá, con vào học đây. Con đi học đi. Bà ơi, ơi, tí qua serum thời trang này đi. Cái mẫu này tôi thích này. Em ơi, nhưng mà cần 5.000 đô lận, có đắt không nhỏ? Ui dồi ôi, sao phải lo về giá. Mua tẹt tèn ten luôn, múc đi. Nhờ. Đi. Ra ghế đá ngồi đi. Ừ. À Hằng này, chiều nay cậu có rảnh không? Thế thì cậu qua bên đấy mua đồ của bọn mình nhá. Bọn mình chọn mấy cái bộ giống nhau ấy, mặc lên trường cho nổi nhất trường luôn. Thế nào? Mà mình quên mất, chiều nay mẹ mình từ bên Sinh về. Mà mẹ mình về có một ngày thôi. Bây giờ mình đi với các cậu, mẹ mình là mình buồn lắm. Thôi để khác nhá. Thế hẹn cậu dịp khác nhá. Linh, Hằng. Mày nhìn đằng kia có phải xem. Ui dồi, bà lao công sao trông bẩn thế nhở. Trời ơi, hồi chết đi được, mày có ngửi thấy mùi gì không? Không hiểu sao trường mình lại thuê người như thế nhở. Tao sẽ kiện lên nhà trường, đuổi việc bà lao công này. Chứ tao đi học mà tao nhìn thấy cái bà này á, tao buồn nôn lắm ý. Ê, thấy dễ ứng với người nghèo nhở. Ừ. Hằng có thấy thế không? Cũng may ý, trong lớp mình không có ai như thế. Chứ không chắc tao chẳng dám đi học nữa. Thôi các cậu ơi, lên lớp ngồi đi, ngồi đây nắng lắm. Đi. Thôi đi lên lớp đi. Này Linh, tao nghe nói mày thích anh lớp trưởng không? Không ạ. Thôi đừng có chối nữa, gớm, tôi nhìn là tôi biết thừa rồi. Thế còn Hằng, ngắm được anh nào trong lớp chưa? Ngắm được hết cả lớp luôn. Thật đó. Tại sao tao vẫn chưa kiếm được ai nhở? Rồi đi làm chắc không ăn cơm mà. Chết được. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi. Bà, tôi có nghe mẹ nhầm đấy. Sao Hằng lại gọi bà lao công này là mẹ? Linh Trinh, giúp tôi một tay. Hằng bảo Trinh. Mẹ làm ở bên Singapore cơ mà. Có ai không? Chắc chắn là nó lừa bọn mình rồi. Còn danh con này phải dám qua mặt bọn tao à? Đồ lừa đảo. Cô ơi, cô, đây. Hai bạn nhìn thấy cô mình như thế mà còn đứng ngơ như thế à? Thì làm sao? Kệ xác bà ta chứ, bà ta ngất thì liên quan gì đến bọn tôi. Con nhà quê này nó dám qua mặt bọn tôi đấy. Giúp tôi đi, hai bà là bạn tôi cơ mà. Bạn á, đã là bạn bè thì không bao giờ lừa nhau kiểu đấy. Bực cả mình, đi. Có ai không? Ôi,